Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ hai ngày 21 tháng 5. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Khai mạc kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 14, xã chỉ đạo huyện Văn Lâm còn 11 trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được giải tỏa. Ông Việt, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ, người giữ lửa cho nghệ thuật ca trù. Câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến giành chiến thắng 7-0 trước câu lạc bộ Fistan Khánh Hòa tại vòng 6 giải bóng đá hạng nhì quốc gia. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, tại hội trường Diên Hồng, Quốc hội khóa 14, trọng thể khai mạc kỳ họp thứ 5. Để phản ánh đầy đủ các nội dung nghị trình của kỳ họp, cũng như những hoạt động đóng góp của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tại kỳ họp, Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên tiếp tục mở mục nhật ký kỳ họp Quốc hội, phát sóng trong chương trình thời sự. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngay sau phát biểu khai mạc ngắn gọn của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, kỳ họp đi ngay vào các nội dung quan trọng trong nghị trình, trong đó có báo cáo tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân do Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn trình bày. Tại kỳ họp này, có 3.463 ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Quốc hội. Bên cạnh những nhìn nhận đánh giá tích cực về công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng thể chế, chỉ đạo điều hành của Đảng, Nhà nước, phấn khởi trước kết quả kinh tế xã hội, cử tri cũng nêu nhiều vấn đề tồn tại bức xúc, đòi hỏi có giải pháp giải quyết hiệu quả. Cử tri và nhân dân phản ánh còn một số bộ ngành và chính quyền địa phương chưa thực sự quyết tâm cải cách hành chính hoặc thực hiện còn chậm và kết quả chưa rõ nét. Cử tri và nhân dân đề nghị chính phủ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt cải cách thủ tục hành chính. Người đứng đầu các bộ, ngành, chính quyền địa phương, các cấp cần xác định rõ trách nhiệm thực hiện, thường xuyên báo cáo công khai kết quả thực hiện để cử tri và nhân dân biết giám sát. Cử tri và nhân dân băn khoăn lo ngại trước tình trạng sản xuất, lưu thông hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng trên thị trường, buôn lậu qua biên giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Tình trạng sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến, bảo quản thực phẩm vẫn chưa được kiểm soát chặt chẽ, gây hại cho sức khỏe nhân dân. Cử tri và nhân dân ghi nhận những nỗ lực của chính phủ trong chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên. Tuy nhiên, cử tri và nhân dân tiếp tục phản ánh về công tác quản lý đất đai của một số địa phương chưa chặt chẽ, các dự án quy hoạch chưa được công khai, việc thu hồi đất thiếu minh bạch, công tác đền bù, hỗ trợ tái định cư còn nhiều hạn chế, bất cập gây bức xúc trong nhân dân, tình trạng chuyển nhượng, giao dịch, đầu cơ, đẩy giá đất tràn lan, gây bất ổn ở một số địa phương. Cử tri và nhân dân lo lắng, bất an trước tình trạng cháy nổ xảy ra liên tiếp ở các khu chung cư, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất và hộ gia đình, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản. Cử tri và nhân dân hoan nghênh hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa 12 đã thông qua các nghị quyết quan trọng, nhất là nghị quyết về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Cử tri và nhân dân mong muốn Đảng, Nhà nước chỉ đạo thực hiện quyết liệt hiệu quả nghị quyết này để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu của đất nước trong giai đoạn tới, chú trọng việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và xử lý nghiêm các sai phạm. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa ra chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh cho việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh. Chúng tôi xin giới thiệu những nội dung quan trọng của chỉ thị này. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp tuyên truyền vận động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh đã đạt được những chuyển biến tích cực. Việc cưới, việc tang đã được thực hiện gọn nhẹ hơn, giảm những hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan, phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp của từng địa phương được phát huy, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xã hội văn minh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế, như tình trạng tổ chức đám cưới ăn uống linh đình, nhiều ngày mời nhiều khách, dựng lán, dạp ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông. Trong việc tang vẫn còn bày cỗ, mời khách, vòng hoa, đốt đồ mã, rắc rải vàng mã và tiền trên đường đưa tang quá nhiều. Nhiều đám tang còn hiện tượng khóc thuê, sử dụng loa đài công suất lớn gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng dân cư. Một số địa phương xây dựng lăng mộ phô trương không theo quy định. Để khắc phục những hạn chế nêu trên, đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo chỉ thị số 05 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở ban ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau đây. Tiếp tục quán triệt và tập trung thực hiện nghiêm chỉ thị số 08 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Quyết định số 01 của UBND tỉnh ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Quyết định số 1256 của UBND tỉnh ban hành quy định tổ chức lễ tang đối với cán bộ công chức viên chức khi từ trần, tổ chức viếng thân nhân cán bộ công chức viên chức khi từ trần. Kế hoạch số 231 của UBND tỉnh triển khai chương trình hành động của Ban Thường vụ tỉnh ủy thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy đảng chính quyền từ tỉnh tới cơ sở trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo quản lý nhà nước đối với việc cưới, việc tang, quán triệt tuyên truyền, động viên cán bộ công chức viên chức gương mẫu chấp hành kỷ luật kỷ cương, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống phô trương, hình thức, gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang gắn với việc ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, đạo đức, lối sống. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Đề xuất các giải pháp ngăn chặn đẩy lùi các hủ tục biểu dương, nhân rộng những mô hình tổ chức việc cưới, việc tang, văn minh, tiến bộ. Tập trung củng cố chất lượng và hiệu quả của các danh hiệu văn hóa, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, việc thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Gắn với việc xét công nhận các danh hiệu gia đình văn hóa, làng khu phố văn hóa, cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Sở Nội vụ chủ trì hướng dẫn theo dõi kiểm tra việc thực hiện quyết định số 1256 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tổ chức lễ tang đối với cán bộ công chức viên chức khi từ trần, tổ chức viếng thân nhân cán bộ công chức viên chức khi từ trần. Sở Tài chính chủ trì tham mưu xây dựng cơ chế khuyến khích hỗ trợ các đám tang thực hiện hình thức hỏa táng, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Sở Tư pháp phối hợp với các sở ngành liên quan thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về các quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Chủ trì hướng dẫn rà soát bổ sung quy ước, hương ước làng khu phố, trong đó có nội dung quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí và chỉ đạo hệ thống đài truyền thanh cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật nhà nước của tỉnh về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và chỉ thị này. Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương mô hình tiêu biểu cách làm hay, phê phán những hành vi biểu hiện tiêu cực, trái thuần phong mỹ tục trong việc cưới, việc tang. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tổ chức việc cưới, việc tang. Đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh dịch vụ phục vụ đám cưới, đám tang trên địa bàn về nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, xử lý theo quy định những trường hợp cố tình vi phạm. Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân để treo kéo tổ chức các dịch vụ không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc. Xây dựng và nhân rộng các mô hình tổ chức cưới hỏi, tang lễ văn minh tiết kiệm. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tăng cường tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân tích cực thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, phát huy vai trò người đứng đầu, tổ chức tổ dân phố, thôn làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư dòng họ, lồng ghép nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang vào các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương. Thủ trưởng các sở ngành đoàn thể tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chỉ thị,
báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trước ngày 25 tháng 11 hàng năm. Chủ tịch Nguyễn Văn Phóng. Sáng nay, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành giám sát tại Sở Tài nguyên Môi trường về tình hình quản lý sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường và công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề, các cơ sở sản xuất công nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp. Đoàn giám sát đã chỉ rõ việc kiểm soát mức độ ô nhiễm cũng như các đơn vị gây ô nhiễm môi trường trong tỉnh chưa triệt để, một số doanh nghiệp thuê lại nhà xưởng chưa xây dựng khu xử lý nên khó kiểm soát, chưa có hệ thống quan trắc tại chỗ là nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường ở một số nơi trong tỉnh. Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn yêu cầu sở cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về môi trường cho doanh nghiệp, chính quyền cơ sở và người dân, nhất là khu làng nghề thường xuyên gây ô nhiễm, tăng cường kiểm tra về thực hiện cam kết về tác động môi trường, đặc biệt là với các đơn vị đã bị xử phạt. Xây dựng quy chế phối hợp giữa các ngành với cơ sở, sử dụng vốn có hiệu quả, trong đó đẩy mạnh tiến độ các dự án đã đầu tư, đồng thời có báo cáo giải trình rõ hơn về sử dụng vốn kém trong đầu tư, hỗ trợ về lĩnh vực môi trường. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, xã chỉ đạo huyện Văn Lâm đã hoàn thành giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông và hành lang bảo vệ công trình thủy lợi trong việc thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Tuy nhiên, trên địa bàn xã vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được giải tỏa. Thống kê trên địa bàn xã chỉ đạo có 33 trường hợp vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp với tổng diện tích vi phạm 628m2. Đến nay, xã đã hoàn thành giải tỏa được 22 trường hợp với diện tích trên 400m2. Hiện còn 11 trường hợp vi phạm với diện tích 146m2 vẫn chưa được giải tỏa. Hầu hết các trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp ở xã chỉ đạo xảy ra vào thời điểm năm 2014 và 2015. Các vi phạm xảy ra nằm giải rác tại các thôn Nghĩa Lộ, Trịnh Xá và Cát Lư. Để thực hiện nghiêm kế hoạch 93A của Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo địa phương cho biết trong tháng 5 và tháng 6 năm 2018, Ủy ban Nhân dân xã sẽ cương quyết giải quyết dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm. Là một tấm gương điển hình, góp phần vào sự phát triển của địa phương, anh Nguyễn Tiến Thuận ở thôn Duyên Linh, xã Đình Cao, huyện Phù Cử trong những năm qua đã ủng hộ hàng trăm triệu đồng xây dựng các công trình nông thôn, góp phần nâng cao các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới. Xuất thân trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng bằng ý chí vươn lên và nghị lực của mình, giờ đây anh Thuận đang là chủ của một công ty xây dựng tại Lào. Những năm qua, anh Thuận luôn tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động của xã thôn. Đầu năm 2015, anh đã ủng hộ 120 triệu đồng làm đường liên thôn và bỏ ra thêm 4 triệu đồng lắp đặt đường điện chiếu sáng cho thôn, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn. Năm 2016, anh đã ủng hộ 150 triệu đồng tu sửa lại cổng mái đền chùa Đậu. Mới đây, anh còn ủng hộ 60 triệu đồng cho trường tiểu học Đình Cao B xây dựng công trình phụ cho các em nhỏ đảm bảo vệ sinh, cũng như giúp nhà trường thêm khang trang sạch đẹp. Anh Nguyễn Tiến Thuận đã góp phần khơi dậy và lan tỏa tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vì sự bất cẩn chủ quan đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn lao động thương tâm xảy ra. Hiện nay, bệnh nhân nhập viện do tai nạn lao động chiếm tỷ lệ không nhỏ tại các bệnh viện, phản ánh tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Ông Vũ Văn Long, 59 tuổi, ở xã Long Hưng, huyện Văn Giang, phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng ở chân. Nguyên nhân là do ông bị máy cưa rơi vào chân khi đang cắt gạch tại nhà. Bệnh nhân Đỗ Như Khoa, 58 tuổi, ở Đông Anh, Hà Nội, khi đang làm việc tại một xưởng cơ khí, chỉ vì bất cẩn bị cưa cắt vào chân dẫn đến đứt gân tứ đầu đùi và mẻ xương đùi. Hay như trường hợp ông Trần Văn Vụ, 42 tuổi, ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, làm việc tại một công ty sản xuất cột điện trên địa bàn huyện, cũng không may bị thanh sắt rơi vào ngón tay dẫn đến bị dập xương, phải chỉ định mổ. Mình làm lao động sắt thép, nó nặng, thì vứt xuống thì nó theo găng tay nó đi xuống, thế do chủ quan có. Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, chỉ tính từ đầu tháng 4 đến nay đã có 42 ca nhập viện vì tai nạn lao động. Cái tỷ lệ tai nạn lao động nằm viện so với các bệnh nhân khác ở tại khoa thì chiếm khoảng độ
10%. Nguyên nhân thì cái chính đó là do cái bất cẩn trong khi lao động. Cái thứ hai là nguyên nhân là do là làm ca. Anh em làm ca nên là có khi cũng căng thẳng mệt mỏi, cũng có thể là dễ dẫn đến sai sót. Cái thứ ba nữa là liên quan đến cái vấn đề kinh nghiệm. Đấy, những đồng chí mà mới vào làm việc là hay bị, đấy, hoặc là học sinh thực tập là hay bị tai nạn lao động hơn những cái trường hợp khác. Để hạn chế thấp nhất những vụ tai nạn lao động xảy ra, bên cạnh việc các doanh nghiệp công ty cần chú trọng đến vấn đề an toàn vệ sinh lao động, thì cá nhân mỗi người lao động cũng cần nâng cao ý thức về vấn đề này. Chiều ngày 20 tháng 5, tại sân vận động Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam BVF huyện Văn Giang đã diễn ra trận đấu giữa câu lạc bộ bóng đá Phú Hiến và câu lạc bộ Futsal Khánh Hòa trong khuôn khổ vòng 6 bảng A giải bóng đá hạng nhì quốc gia năm 2018. Tới dự và cổ vũ hai đội thi đấu có đồng chí Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và đông đảo cổ động viên Hưng Yên đến cổ vũ cho đội nhà thi đấu. Với dàn cầu thủ đồng đều chuyên môn tốt cùng lợi thế sân nhà và sự cổ vũ của đông đảo cổ động viên người Hưng Yên, ngay khi trận đấu bắt đầu, câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến trong trang phục áo đỏ trắng đã làm chủ thế trận, tạo ra nhiều cơ hội uy hiếp khung thành đội khách Futsal Khánh Hòa. Phút thứ 15 của trận đấu, câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến đã có bàn thắng mở tỷ số do công của cầu thủ Trần Tiến Anh. Hưng phấn sau bàn thắng mở tỷ số, những phút sau đó đội chủ nhà chơi ép sân và có thêm 6 bàn thắng ở các phút 39, 44, 45, 81, 87 và 90 để kết thúc trận đấu với thắng lợi áp đảo 7-0. Đây là trận thắng thứ 3 trong 5 trận đã đấu từ đầu giải của câu lạc bộ Phố Hiến. Với 3 điểm có được trong trận đấu này, câu lạc bộ Phố Hiến đã có 11 điểm sau 6 vòng đấu, xếp thứ 2 tại bảng A. Câu lạc bộ là một trong số ít các câu lạc bộ chưa để thua trận nào. Ở vòng đấu tiếp theo vào 16 giờ ngày 25 tháng 5, câu lạc bộ bóng đá Phố Hiến sẽ đón tiếp câu lạc bộ Lâm Đồng trên sân nhà Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam PVF huyện Văn Giang. Đây hứa hẹn là trận đấu hấp dẫn bởi hai đội hiện đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Sáng nay, Hội Cựu chiến binh tỉnh phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Hội Cựu chiến binh cơ sở năm 2018. Tham dự lớp bồi dưỡng có 171 hội viên là cán bộ hội cựu chiến binh các xã phường và huyện thành phố. Trong thời gian 5 ngày, các học viên sẽ nghiên cứu 9 chuyên đề như công tác dân vận khéo, công tác xây dựng hội trong sạch vững mạnh, phong trào thi đua 3 xây, 2 có, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho cán bộ hội cơ sở những kiến thức nghiệp vụ về công tác hội, đồng thời tuyên truyền sâu rộng về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, từ đó góp phần xây dựng tổ chức hội cơ sở vững mạnh. Tiếp tục chương trình thời sự, xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Đình Đào Quạt thuộc xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi, thờ danh nhân Đào Chí Công, một vị võ tướng thời Lý, có công đánh giặc Chiêm Thành, đem lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. Đây cũng là ngôi đình còn lưu giữ nhiều hiện vật về một thời vàng son của tinh hoa, nghề nghiệp của làng. Sau khi danh nhân Đào Chí Công mất, nhân dân đã xây đình và tôn thờ ông làm thành hoàng làng. Đình có kiến trúc theo kiểu chữ công và hiện còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị như 18 đạo sắc phong từ thời Lê đến thời Nguyễn, các bài vị, đôi phỗng đá, bia đá, ba tảng đá hoa sen, đôi khung quạt bằng ngà voi. Sở hữu nhiều hiện vật có giá trị nên công tác bảo vệ và giữ gìn di tích rất được coi trọng. Các hiện vật đều được cất giữ cẩn thận, có nơi để riêng. Địa phương cũng cắt cử người trông coi di tích và cải tạo lại toàn bộ hệ thống tường bao quanh di tích kiên cố. Với những biện pháp này, di tích nhiều năm liền không để xảy ra tình trạng mất trộm cổ vật. Nhiều năm nay, ông Vũ Văn Việt ở thôn Triều Dương, xã Hải Triều, huyện Tiên Lữ vẫn âm thầm giữ lửa cho bộ môn nghệ thuật truyền thống ca trù. Nhờ sự tâm huyết của ông, những lời ca, điệu hát của ca trù ngày càng được truyền bá rộng rãi tại địa phương. Ông bắt đầu đến với môn nghệ thuật này từ năm 2000. Với những hiểu biết về nghệ thuật truyền thống, ông đã tự tìm hiểu âm luật, lối hát, lối chơi trống trầu và sáng tác một số bài hát ca trù đã được biểu diễn tại nhiều hội thi, các buổi giao lưu văn nghệ của địa phương.
Đồng thời, một tuần hai lần vào ngày thứ Bảy và Chủ nhật tại đình làng Triều Dương, ông tổ chức dạy hát ca trù cho gần 20 thành viên của câu lạc bộ văn nghệ. Với những hoạt động thiết thực, ông Việt và những người yêu văn nghệ nơi đây đã và đang đưa ca trù trở nên gần gũi với đời sống quần chúng nhân dân, góp phần gìn giữ, phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay tình trạng dùng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn diễn ra một cách phổ biến. Không chỉ ở thành phố mà ngay cả ở các vùng nông thôn vốn được coi là hệ thống thiết chế làng xã đã gắn kết đề cao các giá trị truyền thống thì tình trạng bạo lực cũng xảy ra không ít, thể hiện sự xuống cấp trong đạo đức và văn hóa ứng xử. Chuyện đau lòng nhất vừa mới xảy ra ngày 13 tháng 5 tại thôn Nội Lễ, xã An Viên, huyện Tiên Lữ. Chỉ vì xô xát tại một đám cỗ mà án mạng đã xảy ra. Vụ án khiến hai bố con trong một gia đình tử vong với nhiều vết đâm chém. Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Miên, sinh năm 1970, và ông Nguyễn Văn Bé, sinh năm 1947, là bố đẻ của anh Miên. Điều đáng nói, đối tượng gây án Phạm Văn Sương là con cô con cậu ruột với anh Miên. Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Đây là anh Nguyễn Đăng Quỳnh, trú tại thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ. Sau gần 2 tháng bị phụ xe Hoàng Vinh tuyến La Tiến Gia Lâm là Nguyễn Hải Phòng dùng tuyếp đập vào đầu khi đang là hành khách của tuyến xe này, những vết sẹo vẫn chưa lành. Cô gái chỉ đi từ Phố Cao lên đến Dày Ngọc Tề Phố Giác, nhưng mà phụ xe là anh Phòng, anh đã bán nhầm vé là đi lên đến Dày Ngọc Tề ở Phố Lối. Thì mình cũng chỉ tham gia là nếu như mà xé vé sai như thế thì mình nên xé vé lại và cái vé đấy để cho người bên sau người ta đi Phố Lối. Xong rồi cậu ấy quay ra chửi mình, xong bắt đầu mới mình nói một hai câu thì cậu đã bắt đầu có đi, cậu lục hết cả cái đầu xe, ghế xe. Xong bắt đầu cậu tìm đến một cái ống tít, mình cũng nghĩ là chỉ dọa thôi nhưng mà không ngờ là cậu ấy chạy ra cậu đập thẳng phát ở đầu. Cũng bắt nguồn từ những mâu thuẫn nhỏ, anh Nguyễn Huy Hải ở thôn Long Cầu, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ đã bị đánh hội đồng ngay tại nhà riêng vào ngày 5 tháng 1 năm 2018. Thống kê từ ngày 15 tháng 11 năm 2017 đến nay, công an huyện Phù Cừ đã giải quyết 11 vụ gây thương. Các vụ việc đều bắt nguồn từ những nguyên nhân nhỏ nhặt nhưng lại được giải quyết bằng bạo lực. Trên đây chỉ là một số vụ mâu thuẫn mà phóng viên chúng tôi ghi nhận được. Những mâu thuẫn nhỏ lại được giải quyết bằng bạo lực, sự nóng vội, gấp gáp và thiếu hiểu biết pháp luật cũng như văn hóa ứng xử bị xuống cấp đã dẫn tới điều đáng tiếc. Những giá trị truyền thống về tình làng nghĩa xóm, tình yêu thương con người bị xem nhẹ. Người gây thương sẽ bị xử lý theo pháp luật, nhưng những rạn nứt về tình cảm thì không biết khi nào mới có thể hàn gắn. Trong chương trình thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Các đảng viên huyện Phù Cừ đi đầu thực hiện kế hoạch 93A của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiệu quả từ nhà máy nước sạch xã Trưng Chắc, huyện Văn Lâm. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.